Xin chào cả nhà. Thì hôm nay á, em sẽ review cho các anh chị, giới thiệu cho các anh chị một giống nho mới. Thì giống nho này á, thì rất là đang được các anh chị trồng cây nho sân vườn này, hay là trồng xung quanh nhà, hay là trồng kiểng rất là ưa chuộng. Bởi các đặc tính như là ngọn nho cực kỳ khỏe này, lá nho dày, kháng bệnh cực kỳ tốt luôn. Đây, lá có lông luôn nha, giống như là nho dại vậy đó. Sức sinh trưởng của nó cực kỳ tốt, và cái sản lượng mà năng suất của nho mà đưa ra, nó sinh ra thì rất là cực kỳ cao đó. Thì thường á, cái giống nho khác á, là thường là mình phải bấm cành gỗ này mới cho ra bông như ý muốn. Thì còn đây là giống nho này á, là mình chỉ nuôi cành, cành nó vừa già tới thôi, nó còn xanh như thế này mà mình bấm cành á, thì năng suất ra mỗi cành á thì trung bình từ 2 đến 3 bông là chuyện bình thường đó. Các anh chị thấy không, nhìn cái bộ lá thôi là mình cũng đã thấy thích rồi, nhìn rất là khỏe luôn, thích hợp cho các anh chị mà trồng nho kiểng này, hay là trồng trồng tại sân thượng này, rất là sợ mà phun thuốc. Thì đây là một giống nho rất là tiềm năng để cho các anh chị chăm sóc và nuôi dưỡng, vừa có quả ăn này mà vừa tiết kiệm cái công chăm sóc của mình luôn. Thì thường như cái vườn nho này á, thì anh em chỉ thêm nước thì trung bình 3 ngày một lần này đó, là mình không nhất thiết là ngày nào mình cũng tưới nước, ngày nào mình cũng chăm đó. Và phân thuốc á, thì hầu như á, là tham em không có sử dụng phân thuốc luôn, không sử dụng thuốc chứ, còn phân á, chủ yếu là phân chuồng thôi. Phân chuồng thì tham em làm theo hướng hữu cơ, nên là đa số là mình sử dụng phân chuồng là chính luôn đó. Đây quắp xung quanh toàn phân chuồng, bởi vì phân chuồng nó cũng đã có nhiều cái chất dinh dưỡng, chất đạm này, phốt pho, hay là cũng có một hàm lượng nhỏ là kali và các nguyên tố trung bộ vi lượng khác, cũng giúp cho cây nó luôn khỏe mạnh đó. Râu này rất là dài và ngọn đi cực kỳ mướt luôn, không có hiện tượng bệnh luôn. Mặc dù mấy hôm giờ thì nên thuận cứ 2-3 ngày là thời tiết mưa, nắng rất là thất thường luôn. Và hiện tại thì cây nho M26 này á, thì em đang bấm cành cấp 3, thì đang bắt đầu cho phủ dàn cành rất là đều đó. Và em xin nhắc lại, đây là một giống nho mới tại Ninh Thuận, được trồng phổ biến đến nay là tầm khoảng 1 năm trở lại đây thôi. Và tên gọi của nho là thường mà tên gọi mà người tiêu dùng hay gọi đó là nho kẹo ngọt, và còn có tên gọi kho học có ký hiệu là NH0126 đó. Khi chín đó, thì những chùm nho này đó, nó sẽ có hình tròn này, quả nho thì nó cũng tương đương với nho đỏ hoặc nhỏ hơn một tí. Và đặc biệt đó, là khi chín đó, thì nho sẽ biến màu, đổi màu thành màu đen, màu cực kỳ đen luôn, và phấn tự nhiên cực kỳ đẹp. Và mình thưởng thức cái hương vị và cái độ ngọt của giống nho này đó, thì ăn cực kỳ rất là ngọt này, ngọt nhưng mà không có ngọt gắt, mà ngọt rất là ngọt thanh này, có vị hơi chua nhẹ đó. Thường mà quả nho em thường thích ăn đó, là thường ăn những nho mà có vị ngọt 8 và vị chua là 2, thì lúc đó thì mới kích thích cái khẩu vị thưởng thức của mình đó. Và đặc biệt đó, nó khác với những giống nho xanh, nho đỏ ở em đó, là cái hương vị của nho 126 này đó, thì cực kỳ thơm, nên vì thế là mới có tên gọi là nho kẹo ngọt đó. Nó có cái thơm, cái vị của cái mùi quả sori này đó, là xen lẫn với cái mùi chanh dây
đó, nó rất là khó tả. Khi mà mình nhắm mắt lại mà mình thưởng thức thì có thể là các anh chị sẽ không đoán được mình đang ăn quả nho mà ăn rất là nhiều quả đó. Đây, vườn nho này mới bấm cành cấp cấp 3 thôi mà cái dàn lá cực đã luôn đó. Thì thường thì cái giống nho 126 này á, em cũng đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều và cũng được rất là nhiều anh chị yêu thích, bởi vì cái mức độ kháng châu bệnh, kháng sâu bệnh này, và cũng như là cái tốc độ sinh trưởng của nho thì cực kỳ là mơ ước, rất là dễ chăm sóc luôn đó. Và giống nho này á, thì tương lai á, nó sẽ bắt đầu sẽ rất là phát triển ở các tỉnh, và em đang liên kết với nhiều anh em các tỉnh để phát triển du lịch với cái giống nho 126 này đó. Đây, nhìn rất là đẹp, trái rất là dễ thương, to và đều, mặc dù là ở Ninh Thuận hiện tại cực kỳ nóng luôn đó, nhưng mà cái kích thước quả mà khi nho mới được 1,5 tháng tuổi mà kích thước quả đã như thế này á thì cũng rất là tuyệt vời đó. Hầu như á, em quan sát á, thì nho không có bị con bọ trĩ tấn công này đó. Con bọ trĩ tấn công là một cái bệnh cực kỳ nguy hiểm cho cây nho, nó có thể ăn đùm ngọn này, nó làm ảnh hưởng đến quả luôn đó. Quả nó sẽ bị những cái vết thương nó bám trên đây, khi chín thì nho nứt đó. À, hầu như là bệnh nấm này, kháng thư là xem như cũng không có luôn đó, rất là khỏe. Và em nói phần cuối cùng á, là thời gian thu hoạch của giống nho này cũng rất là ngắn, tính trung bình từ lúc mà bấm cành cho tính khi mà nho chín chín đen luôn á, mà ăn ngọt luôn á, thì tầm khoảng giai đoạn là tầm 3 tháng, là trung bình nó sẽ ngắn hơn cả nho xanh và nho 1 năm 2 đó. Hiện tại thì farm em đang phát triển hai giống nho chủ lực, đó là nho hạ đen không hạt và giống nho khóc nhỏ 01126, và xen kẽ cũng có các giống nho truyền thống Ninh Thuận là nho đỏ này, nho 1 năm 2 và nho xanh đó. Thì farm em là kết hợp du lịch nên là sẽ sưu tập rất là nhiều giống, nên là các anh chị mà có nhu cầu lập vườn để mở du lịch hay là trồng cảnh 1 2 cây vừa mát nhà mà vừa có quả để cho gia đình thưởng thức thì hãy liên hệ đến farm em để được tư vấn nhiệt tình, và có thể chọn một giống nho cực kỳ là hợp lý và cũng như là thích hợp với cái điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở tỉnh mình để có một vườn nho ưng ý đó. Vậy video của em đã đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video cực kỳ bổ ích tiếp theo. Các anh chị đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của em để được cập nhật những chia sẻ về những giống nho mới này, cũng như là những kỹ thuật làm nho của nông dân Ninh Thuận, và cũng như là những kiến thức mới đã được farm em tìm hiểu và chọn lọc kỹ ở các nước bạn, mục đích là để phát triển nghề trồng nho ở Ninh Thuận nói riêng và cho nghề trồng nho của cả nước mình nói chung lớn mạnh và có thể cạnh tranh với những nước tiên tiến và cái nôi của trồng nho trên thế giới. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.